Ok các bạn, mình còn cái rổ ha các bạn. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục sang tìm những chiếc xe nha. Wow, anh chàng điệp viên của chúng ta này, chồng Kha 2 luôn. Wow, một chiếc xe đời cổ nha. Wow, Lightning McQueen. Wow, Tomato. Wow, Storm. Mã số hiệu 20 đó các bạn. Mắc cái càng rồi nhưng mà không sao. Vẫn chạy được nha các bạn. Wow, Spock. MC Lightning McQueen. Wow, một chiếc xe đua các bạn. Màu vàng này. Wow, một chiếc xe đua màu vàng nữa đây. Wow, Tomato, người bạn thân của MC Lightning McQueen. Có móc cẩu luôn. Wow, 51 Dinoco. Wow, một chiếc xe đen. Một chiếc xe đen các bạn. Mình sẽ đỡ nha. Một chiếc xe màu đỏ luôn các bạn. Wow, một chiếc xe đen. Wow, nhiều xe chưa. Wow, một chiếc xe biết các bạn. Wow, Dinoco. Wow, MC Racing Car. Xe đua các bạn. Mình chưa biết tên nha. Storm. Mã số hiệu 20 các bạn. Tomato. MC Lightning McQueen. Nhiều chưa? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Bye bye.